hello quý vị và các bạn hôm nay lan sẽ nấu sôi lá cẩm bằng nồi cơm điện kỳ trước lan có chia sẻ với mọi người cách nấu sôi bằng cái nồi hấp mình nấu bằng cái nồi hấp á, thì mình phải ngâm nếp nhưng mà mình nấu bằng nồi cơm điện thì không cần đây là cái nồi nước lá cẩm mình đang nấu và mình nấu lá cẩm thiệt là nhiều nhưng mà mình đổ ít nước thôi ra cái nước nó càng đậm đặc á, thì nó càng tốt để cái màu sôi của mình nó đậm hơn còn nếu mà mình nấu loãng thì cái màu nếp nó sẽ nhạt hơn Nói chung cũng tùy thuộc mọi người thích cái màu nó đẹp hay là nó đậm hay nó nhạt Thì Lan nấu rất là đậm Hôm nay Lan sẽ nấu hai cup nếp Lan sẽ vo cái nếp này khoảng 3-4 nước đó Cho cái nếp nó thiệt là sạch Rồi mình nấu Nếp đã được vo sạch và chắc hết cái nước đi giờ lan cho vào đây 1 phần tư muỗng cà phê muối cho nó đậm đà mình nêm nếm vô luôn và cho vào đây một tablespoon đường mặn 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 ngọt ngọt ha và đây là nước cốt dừa mọi người cho béo hay nhiều ít thì tùy ha lan cho khoảng 4 muỗng mà mình lấy cái cái dừa ở trên á cái chất đậm đặc ở trên á nếu mà mình cho nước cốt dừa nhiều thì mình cho nước lá cẩm ít lại và mình cho nước cốt dừa ít thì mình cho nước lá cẩm nhiều lên cho nó đủ cái cái, cái lượng nước yêu cầu cho hai khắp nếp á đừng bỏ bốn muỗng bây giờ mình sẽ cho cái nước lá cẩm vô lan nói lại là cái nước này mình muốn đậm hay nhạt tùy mọi người nha cái này Lan làm Lan thích đậm cho cái màu nó đẹp Có cái xôi bằng nồi cơm điện Lan thấy ăn nó mềm, nó dẻo hơn là nấu bằng cái nồi hấp á mọi người Lan cho tới bằng cái mực nước người ta yêu cầu mình nấu sôi á Là hai cup ha Như vậy vừa rồi, bây giờ mình sẽ quậy cho nó ra hết cái đường, cái muối cho nó đều á Xong rồi mình sẽ bắt lên bếp mình nấu Lan sẽ bấm và chọn cái nấu sôi đây là cái đậu xanh mà lan đã giả nhuyễn mình bỏ trong ngăn đá bây giờ mình lấy ra mình xài thì lan sẽ dùng hai cấp đậu xanh này để mình nấu cái nhân đậu xanh một cấp này khoảng lưng lưng chỉ ăn cơm nha đây là cái gói đường và ni là và sugar này mình bỏ vô một gói cho nó thơm mà hồi nãy bỏ vô không có bấm máy nè đang bỏ nguyên gói luôn á cho vào đây 1 phần tư teaspoon muối 1 tablespoon đường và 1 teaspoon đường cái muỗng này là cái 1 teaspoon đường nè mình cho vào đây khoảng 180 ml nước cốt dừa thì lan cho nửa cốc trước ha nửa cốc là 125 ml nếu mình thấy nó loãng hay nó đặc gì đó thì mình lường lường mình cho thêm để mình khuấy cho nó sền sệt á đang nấu nhiều lần nhưng mà mỗi lần mỗi cái công thức khác nhau đó Cho nên cái này Lan cho khoảng 180ml nước cốt dừa Bây giờ nó hơi sợt sợt nè, mình sẽ cho thêm vô một chút nữa Rồi mình sẽ bắt lên bếp mình nấu Mình khuấy cho đến khi nào nó đặc lại cái đậu xanh mà nó sánh sánh như vậy á nó sôi lên nó dễ văng lắm mọi người nhớ đeo găng tay để bảo vệ cái tay của mình và mình khuấy cái đậu xanh này ở trên bếp liên tục luôn để nó xê cái đáy nồi á đến khi nào cái đậu xanh của mình mình thấy nó khô nó kẹo lại á thì được mọi người càng nấu thì nó càng khô á mà lan thích ăn nó sần sệt chứ không thích nó khô quá cái này là nó sệt rồi nè mình sẽ tắt bếp và khi nó nguội thì nó càng sệt đi nữa Rau xanh rất là vừa ăn, ngon lắm mọi người, béo béo, mặn mặn, ngọt ngọt Mình để đây cho nó nguội Bây giờ mình sẽ đi check cái xôi Wow, quá là đẹp luôn phải không, mọi người Nhìn cái màu nó rất là đẹp Cái lá cẩm mình nấu cái màu nó rất là đậm nhưng mà nó không có cái mùi lá cẩm ở trong này Nó chỉ là cái nước bình thường thôi mọi người, nó không có cái mùi gì hết á Cho nên tạo màu trong nấu ăn rất là tốt sôi nó mềm mà nó dẻo mà nó nè nó béo mùi nước dừa thơm lắm mình nạo một ít dừa để mình ăn với lại sôi dừa này đang mua ở chợ và cái đồ nạo này mình cũng mua ở chợ chợ mỹ bán dừa khô này rất nhiều á mọi người mình không biết người ta làm món gì á nhưng mà hầu như chợ nào cũng bán hết á thì lan nạo sợi sợi như vậy nè mình rắc lên xôi mình ăn cho nó béo béo thêm nó thơm thơm bây giờ lan sẽ đi đóng khuôn cái xôi này và cái đậu xanh này đậu xanh này ăn với cái phôi xôi này nè giờ ăn không mẹ làm nha mình có cái khuôn này mình làm với cái khuôn này Mọi người không có cái khuôn thì mình xếp xôi ra dĩ Xong mình bỏ đậu xanh lên Rồi mình bỏ dừa lên mình ăn Nhưng mà mình có cái khuôn này thì mình đóng cái khuôn cho nó đẹp Xong rồi Lan sẽ bỏ đậu xanh lên Đậu xanh thì mình muốn ăn nhiều mình bỏ thôi nha mọi người Không có nhất thiết là nhiều hay ít ha Cái khuôn này Lan làm cái musubi á Làm cơm mà cuộn rong biển cho con mình nó ăn đó nhà có khả sẵn cái khuôn hôm bữa các bạn hỏi mình mua cái khuôn này ở đâu thì mình mua cái chợ Mitsuwa chợ của người Nhật á ở trên đường Bristol gần khu Đô Sài Gòn thì biết xong rồi nè Lan sẽ ấp ngược cái thớt lại để mình đổ nó ra mình làm được bốn cái rưỡi con mình ăn hết một chén xôi không rồi con mình không ăn đậu xanh cho nên mà nếu mà còn sôi nữa chắc mình làm được 6 cái tổng cộng như thế này nè và mỗi người ăn một cục là no luôn làm cái này làm party rất là hợp ha mình có tiệc thì mình làm đẹp lắm sôi bóng mềm dẻo mà mình, mình giờ vào mình thấy cái tay mình nói chung là nó rất là mềm á mọi người rất là ngon sôi nấu nồi cơm điện rất là ngon cách làm muối mè này lan sẽ để dưới cái phần mô tả mọi người coi thì cái muối mè này để tủ lạnh ăn hoài nó sẽ không có hư mình ăn hết mình làm lần lâu lâu mình làm lần mình để dành như vậy là xong món xôi lá cẩm bây giờ mình sẽ ăn xôi lá cẩm và nấu trong nồi cơm điện các bạn thấy nhanh không không cần phải ngâm nếp tới mấy tiếng đồng hồ hai ba tiếng gì đó rồi xong rồi mình có mình ăn liền luôn Cảm ơn mọi người theo dõi nha. Chúc mọi người luôn nhiều sức khỏe, vui vẻ, thành công và coi video YouTube ủng hộ cho Lan nha. Bye bye mọi người.